Xin chào các bạn, mình là Húc Khổng Lồ Đẹp Trai đây. Các bạn nhìn thấy mình hôm nay có khác không? Mình đang ngủ thì bị một thế lực khắc ám ở đó đã biến cái đầu của mình thành một cái đầu màu tím chọc lóc không có tóc luôn các bạn ạ. Rất là xấu trai. Mình sẽ đi tìm hiểu xem ai đã làm xảy ra điều này nha. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn này, mình đã phát hiện ra ba con quái vật rất là hung dữ đang lấy cắp cái đầu của mình. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều các siêu anh hùng đang bị chúng bắt giữ các bạn ạ. Mình sẽ tiến lại gần tiêu diệt các con quái vật, lấy lại cái đầu và giải cứu cho các siêu anh hùng nha. Wow, các bạn ơi, đây là con quái vật tha lớt đã lấy cắp cái đầu của mình. Wow. Ngoài ra ở đây mình nhìn thấy còn rất nhiều các cái đầu của các siêu anh hùng các bạn ạ. Lát mình sẽ tiêu diệt con quái vật tha lớt này để giải cứu cho các siêu anh hùng nha. Wow. Ở dưới này là một con quái vật màu đen các bạn ơi. Đây là con quái vật Godzilla. Răng rất là sắc các bạn ạ. Tay thì lại màu xanh. Wow, các bạn nhìn này. Cánh tay này chắc là của một bạn người xanh khổng lồ nào đó rồi. Cũng bị con quái vật Godzilla này lấy cắp. Wow các bạn ơi, đây là một con khủng long bạo chúa rất là hung dữ các bạn ạ, đang cắn phá một siêu anh hùng người nhé. Lát mình sẽ tiêu diệt con khủng long này nha. Để mình xem còn các siêu hùng nào bị gặp nạn nào. Wow. Các bạn ơi, có rất nhiều các siêu anh hùng bị cắn phá rời ra hết các bộ phận ra rồi. Wow, các bạn ơi, ở giữa này còn 3 siêu anh hùng đang bị trói bởi một sợi dây xích rất là to các bạn ạ. Không nhúc nhích được luôn. Đầu của các siêu anh hùng thì bị mất hết rồi. Yeah, bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt con quái vật Godzilla này trước nha. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn này, con quái vật Godzilla này tay của mình không dùng lại đi lấy cắp tay của bạn người xanh khổng lồ. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt con quái vật Godzilla này và lấy lại cái tay cho bạn người xanh khổng lồ nha. Wow. Quái vật Godzilla hay lấy một cú đấm của ta. Wow, các bạn ơi, quái vật Godzilla đã dính một chưởng của mình rồi. Nhưng mà chưa chết hẳn đâu các bạn ạ, mình sẽ cho thêm vài đạp nữa vào đầu nha. Yeah, bây giờ thì quái vật Godzilla đã chết hẳn rồi các bạn ơi. Đây là hai cánh tay của bạn người xanh khổng lồ nhá. Wow, mình đã giải cứu thành công. Mình sẽ để ở đây, lát mình sẽ lắp ráp cho người xanh khổng lồ. Wow, các bạn nhìn này, một con quái vật Godzilla lưng toàn gai là gai luôn, rất là hung dữ, đuôi rất là dài. Yeah, mình đã tiêu diệt thành công. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt sang con quái vật thứ hai này nhá. Wow, các bạn ơi, đây là con quái vật tha lớt có một chiếc găng tay vô cực rất là mạnh các bạn ạ. Mình sẽ dùng chính cái đầu của con tha lớt này để tiêu diệt nó nhá. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn này, quái vật tha lớt đã bị hy sinh rồi. Yeah, bây giờ mình sẽ đi tìm lại cái đầu của mình và các siêu hùng nha. Wow, quái vật tha lớt đã lấy giữ rất nhiều các cái đầu của các siêu hùng các bạn ạ. Hai cái đầu rồi. Wow, còn đây là một cái đầu của người rơi. Ba cái đầu. Wow, đây là một cái đầu của người nhện các bạn nha. Đây là một cái đầu của đội trưởng Mỹ. Wow, còn đây cũng là một cái đầu của bạn người rơi nữa các bạn nha. Đây là một cái đầu màu đỏ nữa các bạn ơi. Để mình xem là đầu của siêu hùng nào. Wow, của người nhện các bạn ơi, có hai mắt phát sáng kìa. Wow. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn này, rất nhiều các cái đầu bị con quái vật tha lớt lấy giữ, mình đã giải cứu thành công rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt sang con quái vật khổng long bạo chúa nha. Con khổng long bạo chúa này rất là mạnh các bạn ạ, mình sẽ dùng cú đá thần trưởng để tiêu diệt nó nha. Wow, các bạn ơi, con khổng long bạo chúa này rất mạnh các bạn ạ. Mình đá một cú đá nhưng mà chưa hề hấn gì, mình sẽ cho thêm vài cú đá nữa vào mồm nha. Wow, rất là mạnh các bạn ạ. Yeah, các bạn nhìn này, con khổng long bạo chúa đã bị nằm gục ra rồi, mình sẽ cho thêm vài đạp nữa cho nó chết hẳn nha. Yeah, bây giờ thì chắc là chết hẳn rồi, đã bị rúi rụi vào bụi cây rồi. Đây là một bạn siêu anh hùng người nhện nhá, mình đã giải cứu thành công rồi. Để mình xem sức khỏe của bạn người nhện nào. Wow, chân tay vẫn còn lành lặn nguyên vẹn các bạn ạ, không làm sao cả. Con khủng long bạo chúa chưa kịp cắn phá người nhện ra, mình sẽ để bạn người nhện ở đây để nghỉ ngơi nhá. Wow, bây giờ mình sẽ đi cởi trói cho ba siêu anh hùng này nhá. Wow, đã lấy cắp cái đầu của các siêu hùng lại còn trói các siêu hùng lại các bạn ạ, các con quái vật này rất là tàn ác. Wow, đây là một bạn người nhện, chân tay vẫn còn lành lặn nguyên vẹn các bạn nha. Mất một cái đầu thôi, mình sẽ để đây và lát lắp ráp lại cái đầu cho bạn người nhện. Còn đây là bạn người rơi, mình nhìn thấy có một chú rơi ở trước ngực. Wow, một chiếc áo choàng màu đen rất đẹp các bạn ạ. Chân tay vẫn còn đầy đủ nha, thiếu một cái đầu thôi, mình sẽ để đây nha. Wow, tiếp theo là bạn người sắt Iron Man. Wow, chân tay vẫn còn lành lặn nguyên vẹn các bạn nha. Yeah, mình sẽ để đây để lắp ráp lại. Wow, các bạn ơi, đây là ba siêu anh hùng, chỉ bị lấy cắp phần đầu thôi. Còn đây là các siêu anh hùng đã bị cắn phá rời ra hết các bộ phận ra các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại cho các siêu hùng nha. Wow, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ trả lại cho con quái vật tha lớt cái đầu màu tím chọc nóc không có tóc này nha. Một cái đầu rất là xấu xí các bạn ạ. Mình sẽ lấy lại cái đầu của mình. Yeah, các bạn nhìn này, đây mới đúng là cái đầu của mình. Wow, lại đẹp trai rồi. Bây giờ mình sẽ đi lắp ráp cho các siêu hùng nha. Wow, các bạn ơi, đây là một bạn người nhện Spider-Man. Mình đã giải cứu thành công cho bạn người nhện và lấy lại cái đầu cho bạn người nhện rồi. Mình sẽ lắp cho bạn người nhện cái đầu này nha. Wow, các bạn nhìn này, lại đầy đủ các bộ phận rồi, hai mắt lại phát sáng. Yeah, rất là đẹp các bạn ạ, lại có thể đi bán thư giải cứu thế giới rồi. Mình sẽ để bạn người nhện ở đây nghỉ ngơi để khôi phục lại sức mạnh nhá. Tiếp theo là bạn người sắt các bạn ơi, bạn người sắt cũng bị trói lại và lấy cắp cái đầu. Mình sẽ lắp ráp lại cái đầu cho bạn người sắt. Wow,
Các bạn nhìn này, một bàn người sắt toàn màu đỏ thôi, rất là uy lực các bạn ạ. Không hiểu làm sao mà lại bị các con quái vật trói lại, chắc là do sơ suất thôi. Wow, một bạn người sắt rất là dũng mãnh các bạn nhá. Yeah. Tiếp theo là một bạn người rơi nha. Wow, một bạn người rơi có một chiếc áo choàng rất đẹp, bị con quái vật lấy mất cái đầu. Mình đã lấy lại và bây giờ mình sẽ lắp ráp lại cho bạn người rơi. Yeah, đã hoàn thiện rồi các bạn ơi. Để mình kiểm tra sức khỏe của bạn người rơi này. Wow, vẫn còn phát ra ánh sáng ở trước ngực các bạn ơi, nhưng mà tiếng kêu không được to cho lắm. Đang bị mệt, mình sẽ để bạn người rơi nghỉ ngơi để khôi phục lại sức mạnh nhá. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn này, đây là một cánh tay của bạn người xanh khổng lồ, rất là cơ bắp và nừng nướng các bạn ạ. Bị con quái vật Godzilla lấy cắp, bây giờ mình sẽ lắp ráp cho bạn người xanh khổng lồ nhá. Đây là đôi chân của bạn người xanh khổng lồ. Mình sẽ lắp ráp phần lưng vào mấy phần chân nha. Tiếp theo mình sẽ lắp ráp những cánh tay cho bạn người xanh khổng lồ. Wow, một cánh tay bên trái và một cánh tay bên phải. Wow, rất là cơ bắp. Wow, bây giờ mình sẽ lắp ráp sang phần ngực nhá. Yeah, đã có chân có tay rồi, thiếu mỗi cái đầu thôi các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn này, một bạn người xanh khổng lồ rất là giống mình luôn. Wow, cũng đẹp trai nhưng mà không đẹp trai bằng mình các bạn ạ. Yeah, mình sẽ để bạn người xanh khổng lồ đây nghỉ ngơi nhá. Wow, các bạn nhìn này, đây là mảnh ghép của bạn người nhện Spider-Man nhá. Mình sẽ lắp ráp cho bạn người nhện. Đây là một cánh tay bên phải, mình sẽ lắp sang bên phải trước nhá. Cánh tay này chuyên dùng để bắn tơ đấy. Tiếp theo mình sẽ lắp ráp sang bên trái nha. Yeah, đã lắp ráp được hai tay cho bạn người nhện rồi. Mình sẽ lắp ráp sang những chiếc chân nha. Wow, chân của bạn người nhện rất là cơ bắp và nừng nướng các bạn ạ. Thế mà bị con quái vật cắn phá rời rạc ra. Yeah, các bạn ơi, mình đã lắp ráp được hai chân hai tay rồi. Tiếp theo mình sẽ lắp ráp sang cái đầu nha. Các bạn nhìn này, đây là cái đầu của bạn người nhện, mặt trăng chịt măng nhện luôn. Mình sẽ lắp ráp cái đầu vào đây. Tiếp theo là phần lưng. Wow, các bạn nhìn này, mình đã giải cứu và lắp ráp thành công cho bạn người nhện Spider-Man. Wow, một bạn người nhện Spider-Man cũng rất là uy lực các bạn ạ. Yeah, lại đầy đủ sức mạnh rồi. Bây giờ thì bạn người nhện có thể đi bắn tư để giải cứu thế giới rồi. Wow, các bạn ơi, đây là mảnh ghép của bạn người rơi Batman nhá. Có hình một chú rơi ở trước ngực, mình sẽ lắp ráp cho bạn người rơi nha. Wow, đây là một cánh tay bên phải, còn đây là cánh tay bên trái nha. Wow, đã xong hai tay rồi các bạn ơi. Mình sẽ lắp ráp sang những chiếc chân cho bạn người rơi. Wow, đã lắp ráp được hai chân hai tay rồi. Tiếp theo là một cái đầu, một cái đầu màu đen rất là đẹp các bạn ạ, có hai cái tai rơi. Yeah, mình sẽ lắp cái đầu vào đây nhá. Tiếp theo là một mảnh ghép phần lưng. Wow, các bạn nhìn này, một bạn người rơi nữa đã được mình giải cứu thành công. Wow, cũng rất là dũng mãnh các bạn ạ, không hiểu làm sao mà không thể chiến thắng được các con quái vật. Yeah. Wow, các bạn có đoán được đây là siêu anh hùng nào không? Đây chính là đội trưởng Mỹ nha, có một ngôi sao ở trước ngực. Đây là một mảnh ghép phần lưng, mình sẽ lắp ráp những cánh tay vào phần lưng trước nha. Đây là một cánh tay bên trái, mình sẽ lắp ráp sang bên trái. Tiếp theo là một cánh tay bên phải. Wow, chân của đội trưởng Mỹ rất là dài và thẳng các bạn ạ. Mình sẽ lắp ráp phần chân cho đội trưởng Mỹ nha. Yeah, một chân đã được lắp ráp, hai chân đã lắp ráp thành công rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn này, đây là đầu của đội trưởng Mỹ nha, có một chữ A ở trên trán kìa. Mình sẽ lắp ráp cái đầu này vào mấy phần lưng nha. Wow, tiếp theo mình sẽ úp cái phần ngực này vào hoàn thiện cho đội trưởng Mỹ. Yeah, các bạn nhìn này, rất nhanh chóng mình đã lắp ráp hoàn thiện cho bạn đội trưởng Mỹ rồi. Wow, mình sẽ để bạn đội trưởng Mỹ nghỉ ngơi để khôi phục lại sức khỏe nha. Wow, các bạn ơi, mình đã tiêu diệt thành công ba con quái vật, lấy lại cái đầu và giải cứu cho những người bạn của mình. Bây giờ mình sẽ đi tìm xem còn siêu hùng nào gặp nạn không, mình sẽ giải cứu nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.